Bài 7. Quan sát hào quang. Đây là một bài học ngắn nhưng lại rất quan trọng. Bạn nên đọc và nghiền ngẫm nội dung của bài học này. Nhiều người cố gắng để nhìn thấy hào quang một cách thiếu kiên nhẫn. Họ mong rằng có thể nhìn thấy hào quang chỉ bằng cách đọc những đoạn hướng dẫn, nhìn vào những bản chụp và thế là hào quang xuất hiện. Thật ngây thơ, nhiều minh sư đã phải chờ đến gần hết cuộc đời để có thể thấy được hào quang. Nhưng nếu một người luyện tập một cách tận tụy và kiên trì, họ sẽ phân biệt được hào quang khác biệt với số đông còn lại không có sự luyện tập như vậy. Người ta nói rằng hầu hết con người có thể bị thôi miên. Sự luyện tập cũng như vậy. Sự luyện tập đó thực sự có nghĩa là kiên trì sẽ có thể nhìn thấy hào quang. Xin nhấn mạnh hơn nữa rằng nếu bạn muốn nhìn thấy hào quang, tốt nhất bạn nên nhìn vào một người khỏa thân, vì rằng hào quang bị ảnh hưởng đáng kể bởi quần áo chúng ta mặc trên người. Có người nói rằng, ồ, tôi sẽ mặc đồ mới lấy từ tiệm giặt, chúng sẽ không ảnh hưởng đến hào quang của tôi. Vâng, tuy nhiên, bạn nên biết rằng những nhân viên trong tiệm giặt là đã chạm vào đồ của bạn. Công việc trong tiệm giặt là đơn điệu và những người làm nó cũng bị nhiễm vào trong cách sống của họ. Nói cách khác, họ có xu hướng không tập trung vào bản thân, và khi họ gấp quần áo một cách máy móc hoặc chạm vào quần áo, suy nghĩ của họ không hướng đến công việc mà bay bổng vào những chuyện riêng tư. Những cảm xúc từ hào quang của họ ảnh hưởng vào quần áo, và khi bạn mặc chúng lên người, bạn sẽ thấy rằng bạn có một vài cảm xúc của ai đó đang ở đây. Nó rất khó tin đúng không? Hãy nhìn theo cách này. Bạn có một miếng nam châm và bạn chậm chậm cầm con dao chạm vào nó. Bạn sẽ thấy rằng con dao nằm trong tầm ảnh hưởng của cục nam châm và hút nó vào. Việc đó cũng giống như con người. Có người có thể lôi cuốn một người khác. Một phụ nữ đi nghe nhạc ngồi cạnh một người lạ. Sau đó cô ấy có thể nói rằng, tôi phải đi tắm thôi, tôi cảm thấy ô nhiễm khi ngồi cạnh người đó. Nếu bạn muốn nhìn thấy hào quang thực sự với tất cả các màu sắc của nó, thì bạn phải nhìn vào một cơ thể khỏa thân. Hơn thế nữa, từ một cơ thể phụ nữ, bạn sẽ thấy những màu sắc khác biệt hơn. Chúng tôi không muốn nhắc đến chủ đề này lắm. Tuy nhiên, thường thì hào quang từ cơ thể phụ nữ có màu sắc mạnh hơn, nói cách khác là thô hơn. Dù dùng từ gì đi nữa, hào quang của họ mạnh mẽ hơn và dễ thấy hơn. Một số trong chúng ta không thể ra ngoài và tìm được một người phụ nữ sẵn sàng cởi quần áo của họ cho ta xem. Vậy tại sao bạn không sử dụng cơ thể của chính mình? Để thực hiện điều này, bạn cần ở một mình, một cách kín đáo, có thể là trong phòng tắm chẳng hạn, và hãy chắc rằng bạn có một nguồn sáng nhẹ và dịu. Nếu bạn thấy sáng quá thì hãy che bớt nó đi bằng cách treo một cái khăn tắm để giảm ánh sáng. Nhưng lưu ý đừng để khăn quá gần đèn để bị bắt lửa. Có phải bạn đi đốt nhà mình đâu, chỉ che bớt ánh sáng mà thôi. Nếu bạn có thể sử dụng loại bóng đèn Osgrim thì sẽ hết sức thích hợp. Bóng đèn Osgrim có bóng thủy tinh trong suốt bao ngoài từ cái trụ thủy tinh bên trong bóng. Có một thanh kim loại ngắn gắn với một đĩa kim loại tròn. Một thanh kim loại khác đi từ trụ thủy tinh kéo dài đến đỉnh bóng và tạo hình xoáy chôn ốc. Nó khá nặng. Chúng tôi để ảnh minh họa cho bạn vì cái tên Osgrim là cái tên thương mại, và ở chỗ bạn có thể nó có cái tên khác. Với ánh sáng bóng Osgrim hoặc loại đèn khác với ánh sáng dịu nhẹ, hãy cởi hết quần áo của bạn và soi mình vào một tấm gương, soi toàn thân. Đừng cố nhìn cái gì trong lúc này, hãy thư giãn. Hãy đặt một tấm màn đen đằng sau bạn, có thể dùng màu xám tối
nếu bạn không có. Để có một nền trung tính, không có màu sắc nào làm ảnh hưởng đến hào quang của bạn. Hãy chờ vài giây để rồi từ từ quan sát bản thân mình trong gương. Hãy nhìn vào đầu mình. Bạn có thấy một ánh sáng màu xanh ở thái dương của mình không? Nhìn xung quanh cơ thể, từ tay đến hông, bạn có thấy ánh lửa xanh như khi đốt cồn không? Bạn đã nhìn thấy loại đèn khò mà thợ kim hoàn đốt bằng các loại nhiên liệu từ methanol. Ánh lửa từ đó màu xanh, đầu ngọn lửa ánh vàng, ngọn lửa dĩ thái cũng giống vậy. Khi bạn nhìn thấy nó là có tiến triển rồi, bạn có thể không thấy nó vào lần thứ nhất, thứ hai hay thứ ba. Cũng giống như nhạc sĩ, cũng không thể lúc nào cũng thành công vào lần đầu tiên, thứ hai hay thứ ba nếu anh ta chơi một bản nhạc khó. Người nhạc sĩ cần kiên nhẫn, và bạn cũng vậy. Bằng cách luyện tập, bạn có thể nhìn thấy lớp dĩ thái. Khi luyện tập nhiều hơn, bạn có thể nhìn thấy hào quang. Lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại, sẽ dễ dàng hơn để nhìn thấy từ một cơ thể khỏa thân. Bạn đừng nghĩ rằng cơ thể khỏa thân là điều sai trái. Người ta nói rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Vì vậy, có gì sai trái khi nhìn hình ảnh của Thượng Đế, khi không có gì che thân? Hãy nhớ rằng, để tới được sự thánh thiện, mọi thứ đều thánh thiện. Bạn nhìn vào mình hoặc ai khác với lý do thuần khiết. Nếu bạn có những suy nghĩ không trong sáng, bạn sẽ không thấy dĩ thái hay hào quang. Bạn chỉ thấy những gì bạn mong đợi. Tiếp tục ngắm nhìn, tiếp tục tìm kiếm thể dĩ thái này. Bạn sẽ tìm thấy vào đúng lúc mà bạn có thể thấy được nó. Đôi khi một người muốn nhìn thấy hào quang nhưng lại không thấy gì. Thay vào đó là cảm giác hơi ngứa ở bàn tay, chân hoặc nơi nào khác trên cơ thể. Cảm giác đặc biệt này, sự ngứa, rất dễ nhận ra. Khi bạn gặp tình trạng đó, có nghĩa rằng bạn đang tiến đến nhìn thấy hào quang. Có nghĩa rằng bạn đã ngăn mình bằng cách căng mắt nhìn. Bạn cần thả lỏng, cần bình tĩnh trở lại. Nếu bạn thư giãn, nếu bạn buông bỏ, thì thay vì thấy ngứa và thậm chí là co giật, có thể bạn sẽ thấy lớp dĩ thái hoặc hào quang hoặc cả hai. Cảm giác ngứa thật ra là sự tập trung sức mạnh của hào quang trong lòng bàn tay bạn hoặc bất cứ cái gì có thể tập trung vào. Nhiều người bị đổ mồ hôi ở bàn tay, nách và những nơi khác khi họ sợ hãi và căng thẳng. Trong trải nghiệm tâm linh này, thay vì mồ hôi, bạn bị ngứa. Đó là một tín hiệu tốt. Chúng tôi xin nhắc lại, nó có nghĩa là bạn đã cố gắng quá sức, và khi bạn sẵn sàng thư giãn, thì lớp dĩ thái và có thể hào quang sẽ xuất hiện ngay trước ánh nhìn thảng thốt của bạn. Nhiều người không thể quan sát hào quang của mình một cách trọn vẹn khi nhìn qua gương. Gương làm méo mó màu sắc của hào quang và phản xạ lại, đi qua hào quang lần nữa. Nó làm méo mó các loại màu sắc và vì vậy hình ảnh khó nhận thấy, hoặc có thể mờ nhạt hơn là thực tế. Nó cũng giống như một con cá ở sâu dưới đáy nước, nhìn lên những bông hoa cao hơn mặt nước vài feet. Con cá không nhận được màu sắc giống mắt bạn, mà hình ảnh bông hoa đã bị méo mó bởi những gợn sóng, độ trong suốt của nước, vân vân. Cũng giống thế, khi bạn nhìn hình ảnh phản chiếu của hào quang từ bên trong hào quang, hình ảnh có thể không đúng. Vì vậy tốt hơn khi có thể hãy nhìn hào quang của người khác. Đối tượng cần sẵn sàng và chịu khó hợp tác, vì nhiều người lo lắng và xấu hổ nếu bạn nhìn chằm chằm vào khi họ khỏa thân. Khi đó lớp dĩ thái sẽ co lại vào bên trong cơ thể. Hào quang gần như bị co rút lại hoàn toàn và biến mất. Cần phải luyện tập để có thể đưa ra những chuẩn đoán bệnh chính xác. Nhưng điểm chính là trước tiên bạn cần phải nhìn thấy một hào quang nào đó.
bạn cần phải nhìn thấy một màu nào đó. Không quan trọng màu nhìn thấy là đúng hay sai lệch. Cách tốt nhất để khắc phục là tìm được người này và trò chuyện ngắn gọn, chỉ là một cuộc thảo luận nhẹ nhàng để làm cho họ thấy thoải mái và rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay khi đối tượng của bạn thư giãn, lớp dĩ thái của họ sẽ trở lại cân đối, bình thường và hào quang sẽ lại tỏa ra lấp đầy vỏ hào quang. Điều này rất giống việc thôi miên. Người thôi miên không chỉ thu hút sự chú ý của một người và thôi miên anh ta. Việc thôi miên thường có nhiều phiên. Người thôi miên đầu tiên nhìn vào bệnh nhân và họ thiết lập mối quan hệ. Điểm chung, sự hiểu biết lẫn nhau. Và rồi người thôi miên sẽ làm vài thủ thuật nhỏ để xem đối tượng có đáp ứng với 2-3 bài thôi miên đơn giản không. Sau 2 hoặc 3 phiên, người thôi miên sẽ đưa đối tượng vào trạng thái thôi miên hoàn toàn, theo cùng cách với đối tượng của bạn. Đầu tiên, đừng nhìn chằm chằm vào cơ thể. Hãy tự nhiên, cứ như là họ đang ăn mặc bình thường. Sau đó đến phiên thứ 2, đối tượng sẽ yên tâm hơn, lấy lại sự tự tin và thư giãn hơn. Và phiên thứ 3, bạn có thể nhìn vào cơ thể hoặc nhìn vào đường bao quanh cơ thể và nhìn thấy bạn có nhìn thấy đường bao mờ màu xanh nhạt không? Bạn có nhìn thấy những dải xoáy đầy màu sắc bao quanh cơ thể và vầng sáng màu vàng không? Bạn có thấy những ánh sáng di chuyển từ đỉnh đầu tỏa ra xung quanh như một bông hoa sen nở, hay theo cách nói của Tây Phương như một quả pháo hoa lấp lánh nhiều màu sắc? Đây là một bài học ngắn nhưng quan trọng. Chúng tôi gợi ý rằng bạn có thể chờ đợi cho đến lúc bạn thấy thoải mái, không còn điều gì bận tâm, không đói cũng không quá no, rồi đi vào phòng tắm và tắm nếu bạn muốn loại bỏ ảnh hưởng của quần áo. Và sau đó luyện tập để nhìn hào quang của mình. Đó là tất cả những điều cần ghi nhớ khi luyện tập.